Ngày đầu tiên chạy xe ôm mà sao sáng giờ khách khứa đâu hết trơn nghe trời. Không có một mạng nữa. Xe ôm. Ý, xe ôm hả chị? Bay vô tới chợ cũ nhiêu tiền vậy anh? 50 chị ơi. Ờ. Lên xe. Ủa? Ủa không đi hả chị? Có gì em bớt cho. Đâu có. Tôi hỏi thử coi tôi tiết kiệm được nhiêu tiền thôi hà, chứ tôi đi bộ. Hôm qua này có đi tầm bậy tầm bài đâu mà sao nay gặp gì không vậy trời? Mới chạy ngày đầu gặp cái gì nữa, chết luôn. Quá trời xui. Xe ôm đã mất tiêu chân vậy trời. Anh ơi. Ê ơi. Ủa xe ôm hả chị? Đây về chợ cũ nhiêu anh? Chợ cũ nữa hả? Ủa không trả hả? Đâu có. Đây chợ cũ 50 chị. Thôi mắc chứ vậy, bớt đi. Rồi khách đầu tiên trong ngày bớt luôn 40. Ủa ủa chị 30 chị, thầu giá chót 20 luôn đó chị ơi. Trời ơi 10.000. Sáng giá rồi đó chị ơi, đừng ép em nữa chị ơi, tội nghiệp em chị ơi. Giá này cũng chưa được đâu nghe, tôi đi ủng hộ đó. Biết đường không? Ờ biết sao không biết chị. Cái đường ở đây á, là em nắm trong lòng bàn tay chị hiểu không? Cái lượng này cũng biết chân á, ngồi chắc kìa chị. Ôi, chạy từ từ ông nội ơi. Trời ơi, biết đường không đó nghe. Trời, yên tâm. Trời ơi, ông chạy kiểu gì giờ về chỗ cũ nữa rồi. Ủa, nhớ chạy đúng mà ta. Ôi là trời, sáng sớm gặp ông tào lao không à. Thịt cá của tôi chắc sáng giờ xình hết trơn rồi quá. Thôi chị bỏ qua cho em nha chị. Tại nay ngày đầu em chạy xe ôm, có điều chi sơ sức bỏ qua cho em nha chị. Bỏ qua gì? Sáng sớm khùng khùng điên điên hay không à. Tôi đi bộ cho chắc cha cha. Chị, trả tiền em. Ông chở tôi đi một vòng trái đất, giờ quay lại chỗ cũ, ông kêu tôi trả tiền hả? Tôi trả cho ông cái bây giờ. Ê, 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 cái nón. Lấy luôn. Trời ơi trời, gì đâu mà hung dữ cái ghê vậy trời. Chứ tôi mà có con vợ vậy chắc chạy 180 km/h quá. Chứ ngày đầu chạy xe ôm bị lỗ tiền xăng, mất luôn cái nón luôn. Có ai vậy không? Mày á, gần 30 nồi bánh rồi mà giờ này chưa có con ghệ chở đi chơi nữa. Dở ơi là dở. Tao hồi đó 14 tuổi là tao chở ghệ đi ăn chè phà phà cái đó cho mày biết. Tao có bà bạn mới tính mần mai con bả cho mày kìa. Chịu không? Thiệt hả cha? Chịu. Chịu thì một hồi tao điện cho bả hay. Ngày mai mày lại nhà bả mày chơi ăn bữa đi. Nhà có hai đứa con gái. Đứa lớn nó ngoan hiền dữ lắm. Còn đứa nhỏ thì nó có ghệ rồi. Mai lại coi được vớt đứa lớn luôn đi con. Ok cha. Có ghệ. Bác Nam ơi. Đi công chuyện rồi không có nhà. Thằng cha xe ôm. Ai vậy chị hai? Ủa con nhỏ vô duyên với con mẹ cọp cái. Cọp cái hả? Vô duyên hả? Chà, ông chỉ chỗ gì kỳ vậy trời. Ê, trả cái nón.